gục ngã, nhìn ngay trôi hững hờ. Coi... Nè, tôi thắc mắc điều này có được không? Nếu như anh đã bảo là anh không biết chữ, thì làm sao anh có thể viết được những tấm poster đó vậy hả? Cái đó thì thực ra thì căn nhà nghỉ đó không chỉ có mình tôi đâu. Một bộ phim đến từ đạo diễn của chú mèo không tên. Họ đều là bạn của tôi, nhưng mà chỉ tiếc là họ không có được thân thiện so với người khác ngoài tôi lắm hả? Tập đặc biệt tiếp theo cho series Những đứa bạn bất ổn. Họ cũng đều là giống hồn giống anh hay sao? Cũng chắc là vậy. Nhưng mà cái cách mà họ đã ra đi nó kiểu nó không có được đẹp cho lắm à. Tất cả những gì có trong trailer không có trong phim. Giờ đang đối mặt với những thực thể mà thậm chí chúng ta chưa từng được nghe tới. Anh có cách gì không? Ôi có cái này nhưng mà chỉ dùng được một lần thôi nha. Gì? Bất kỳ ai cũng được hả? Tôi thắc mắc, tại sao lại lấy nhạc nền của Spider-Man vậy? Tao thích kệ mẹ tao.